Đến lúc thay đổi là thay đổi toàn thế giới. Đi một lượt Nga, Tàu, Trung Cộng, Hoàng Uẩn, rồi Việt Nam, chỉ còn có bốn thằng à, đi một lượt luôn. Cuba thôi khỏi đi, nó túc bẻo. Titanic sẽ chìm. Thì lúc đó 6 triệu người hải ngoại mà Thượng Đế với Đức Thầy đã sắp đặt cho mình đó, đi ra đây, gọi là mấy vị thường dùng cái danh từ gọi là chim hiền. Thì chim hiền giống như bác phải không, rồi chấp cánh là con bác phải không. Bữa nay là hồi xưa mình nghèo khổ nhưng mà con mình toàn là kỹ sư, tệ nhất cũng 4 năm đại học. Rồi cái cháu ngoại mình á, chim hình, chim hiền chấp cánh. Lúc đó 6 triệu ồ ạt bay về Việt Nam để mà thành lập lại một cái nước Việt mới, y như thời Do Thái thời xưa vậy. Và đồng tiền đô la của 6 triệu người này sẽ gửi về thôi khủng khiếp. Cho nên nước Việt có một tương lai rất là sáng ngời. Con bảo đảm, ai mà muốn ăn cá con 1 đồng ăn 1 triệu con cá, nước Việt sẽ là cường quốc. Chẳng lẽ Phật với Thượng Đế đi nó gạt chúng ta? Xưa giờ Phật đâu có giờ gạt gì đâu. Phật nói gì cũng trúng á. Thời mạt pháp ma quỷ nó mặc đồ vàng cạo tóc cũng trúng nè, nghe không? Phật nói màu sắc với âm thanh sau này quá trời á, Phật tử chạy theo màu sắc âm thanh không. Rồi cái này mặc áo sơ mi đủ màu ấy, họ không tin. Ai tin Kiệt thì người đó được cứu, ai không tin Kiệt thì sẽ lọt sổ. Kiệt chỉ nói đơn giản, hiểu.